Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, kính thưa các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp. Thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ báo cáo Quốc hội về nội dung chủ yếu của dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi như sau. Một lớn, sự cần thiết ban hành văn bản. Ngày 23 tháng 11 năm 2009, Quốc hội đã thông qua luật khám bệnh chữa bệnh. Ngay sau khi luật được ban hành, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ ngành đã ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh, góp phần chuẩn hóa chất lượng của hoạt động khám bệnh chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của người dân. Hiện nay, cả nước có khoảng 52.000 cơ sở khám bệnh chữa bệnh của cả nhà nước và tư nhân, cung ứng dịch vụ, nhiều kỹ thuật mới, phương pháp mới, kỹ thuật y khoa tiên tiến được áp dụng, góp phần làm tăng tuổi thọ bình quân của người dân lên 73,7 tuổi. Bên cạnh những kết quả thành tựu đã đạt được, đã nảy sinh một số vướng mắc bất cập, vấn đề trong thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết về quản lý người hành nghề, quản lý cơ sở khám bệnh chữa bệnh, về các vấn đề chuyên môn và phân cấp phân quyền. Để thể chế hóa quan điểm của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế của luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009 và giải quyết các vấn đề về thực tiễn phát sinh chưa có cơ sở pháp lý, việc xây dựng dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi là rất cần thiết. Hai lớn, mục tiêu, quan điểm xây dựng văn bản. Một nhỏ, mục tiêu, xây dựng dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước, khắc phục những hạn chế bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Hai nhỏ, quan điểm xây dựng văn bản, tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, trên cơ sở tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh chất lượng cao và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế với sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh, bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước và tư nhân. Đổi mới cơ chế để đảm bảo quyền của người bệnh gắn với trách nhiệm của người hành nghề và cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cũng như quyền của người hành nghề của cơ sở khám bệnh chữa bệnh gắn với trách nhiệm của người bệnh và thân nhân người bệnh. Đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, có tính khả thi phù hợp với chuẩn mực của pháp luật quốc tế về khám bệnh chữa bệnh và bảo đảm yếu tố về bình đẳng giới. Ba lớn, quá trình xây dựng dự án luật, Chính phủ đã thực hiện các trình tự thủ tục theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và thông qua việc trình Quốc hội cho ý kiến đối với luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi tại kỳ họp tháng 5 năm 2022. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo luật trình Quốc hội. Bốn lớn, bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo luật. Một là bố cục của dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi gồm 12 chương và 106 điều. Hai, nội dung cơ bản của dự thảo luật tập trung vào bốn nhóm chính sách lớn sau đây. Một là nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề. Hai, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Ba, tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh chữa bệnh. Bốn, tăng cường phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học cổ truyền với y học hiện đại, đổi mới một số quy định liên quan đến điều kiện đảm bảo thực hiện. Về nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường hoạt động của người hành nghề, về nâng cao chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề, quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sĩ, y sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, cấp cứu ngoại viện, paramedic. Các đối tượng nâng y, người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền tiếp tục áp dụng hình thức xét cấp dựa vào hồ sơ. Quy định giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. Theo đó, nếu sau 5 năm kể từ ngày thời điểm được cấp giấy phép hành nghề, người hành nghề phải đạt đủ số điểm theo quy định sẽ được tự động gia hạn giấy phép hành nghề. Không đạt được số điểm theo quy định thì sẽ phải cập nhật bổ sung hoặc phải kiểm tra đánh giá kiến thức để được gia hạn giấy phép hành nghề. Quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh chữa bệnh, trừ một số trường hợp
hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo. Về quản lý người hành nghề, bỏ quy định đối tượng cấp văn bằng chuyên môn có chứng chỉ hành nghề như luật năm 2009, thay thế bằng quy định chức danh nghề nghiệp phải có giấy phép hành nghề. Trên cơ sở chức danh nghề nghiệp được quy định trong luật, Chính phủ sẽ quy định văn bằng chuyên môn tương ứng với từng chức danh, bắt buộc phải đăng ký hành nghề trên hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, bổ sung quy định bắt buộc phải áp dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Y tế ban hành, đồng thời khuyến khích các cơ sở áp dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng quốc tế. Bổ sung quy định cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, đồng thời cũng là giải pháp để quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức và cá nhân. Về tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, bên cạnh việc tiếp tục duy trì các hình thức tổ chức hành nghề như hiện nay, dự thảo luật đã bổ sung quy định cho phép các tổ chức có tên gọi như cơ sở giám định y khoa, trung tâm y tế huyện, viện nghiên cứu có giường bệnh và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có tên gọi khác được cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của luật này. Cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ. Về tăng cường phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh chữa bệnh, thực hiện việc cải cách trong cấp giấy phép hành nghề theo hướng tập trung đầu mối cấp quản lý hoạt động của người hành nghề thông qua việc giao hội đồng y khoa tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề, khám bệnh chữa bệnh và cấp giấy phép hành nghề. Để bảo đảm tính khả thi, dự án luật quy định lộ trình thực hiện như sau. Hội đồng y khoa bắt đầu thực hiện việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề từ năm 2025 đối với các chức danh bác sĩ và từ năm 2027 đối với các chức danh còn lại, cấp giấy phép hành nghề từ năm 2030. Trong giai đoạn chuyển tiếp tục giao cho các cơ quan quản lý nhà nước gồm Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Sở Y tế cấp giấy phép hành nghề. Thực hiện việc phân cấp cấp giấy phép hoạt động theo hướng Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp cho các cơ sở trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố cho các cơ sở còn lại trên địa bàn, bao gồm cả bệnh viện tư nhân và các cơ sở thuộc các bộ ngành khác. Về phân cấp phân quyền, phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật, cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới theo hướng Bộ Y tế chỉ cho phép đối với các kỹ thuật lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam hoặc các kỹ thuật chuyên môn sâu như ghép tạng. Các cơ quan quản lý của các bộ, ngành và các địa phương sẽ cho phép áp dụng đối với các kỹ thuật còn lại. Về đổi mới một số quy định liên quan đến điều kiện đảm bảo thực hiện cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Về hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tiếp tục duy trì hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh của cả nhà nước và tư nhân như hiện nay, nhưng có sự thay đổi về phân cấp chuyên môn theo nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương. Theo đó, hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh được tổ chức thành 3 cấp chuyên môn, bao gồm cấp khám bệnh chữa bệnh ban đầu, cấp khám bệnh chữa bệnh cơ bản và cấp khám bệnh chữa bệnh chuyên sâu. Việc chia thành 3 cấp chuyên môn cùng với việc cho phép thực hiện khám bệnh chữa bệnh từ xa và kết hợp sử dụng các công cụ về tài chính y tế như giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, bảo hiểm y tế nhằm mục tiêu xác định chức năng, mức độ cung cấp dịch vụ mà mỗi cấp chuyên môn bắt buộc phải đáp ứng để từng bước chuẩn hóa chất lượng cung cấp dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ khám bệnh chữa bệnh ngay tại cơ sở, hạn chế tình trạng người bệnh phải chuyển viện như hiện nay. Về giá khám bệnh chữa bệnh, quy định về giá khám bệnh chữa bệnh bao gồm các yếu tố phát sinh trong quá trình khám bệnh chữa bệnh. Về thẩm quyền quyết định giá, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bao gồm cả khung giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước trên phạm vi toàn quốc. Căn cứ khung giá của Bộ Y tế, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân cung cấp. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu của cơ sở. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật giá. Về bảo đảm an ninh an toàn trật tự, quy định cụ thể một số biện pháp bảo đảm an ninh trật tự cho người bệnh, người nhà người bệnh, cơ sở khám bệnh chữa bệnh và an toàn cho nhân viên y tế. Năm lớn, vấn đề còn ý kiến khác nhau. Một, về thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề, dự thảo luật giao hội đồng y khoa cấp giao hội đồng y khoa quốc gia cấp thu hồi giấy phép hành nghề như quy định tại khoản 1 điều 26 của dự thảo luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị chỉ giao hội đồng y khoa quốc gia chỉ thực hiện việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh của người đề nghị cấp giấy phép hành nghề và giao cho các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Sở Y tế
căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh cũng như các điều kiện khác để thực hiện việc cấp giấy phép hành nghề. 2. Về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh chữa bệnh của người nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo luật quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam bắt buộc phải biết tiếng Việt thành thạo và không được sử dụng phiên dịch. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành là cho phép sử dụng phiên dịch. Trên đây là những nội dung cơ bản của dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Chính phủ xin trình Quốc hội xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn Bộ trưởng Bộ Y tế.